manuchasa pamata chavino tangha vatati malu manuwa viya sopavati hura huram palamityam nawa means vanaro manuchasa pamata cha Padmata Chavino Tangha Vatati Maluwa Viya Sopavati Hura Huram Palamicham Vava Vava Nasmin Vararo Manuchasa Padmata Chavino Tangha Vatati Maluwa Viya Sopavati Haruhuram Palamicham Vavanasmin Vanaro. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như vượng tham quả rừng, hòa thượng Thích Minh Châu. Biết chăng ái dục lòng người, dây leo nảy tược dễ vui khác nào, kiếp này kiếp khác bám vào, vượng kia ham trái thấp cao chuyện cành, hòa thượng Thích Giới Đức. Con xin cảm ơn. Nam mô Bố Tha. Dạ, dạ con xin hỏi đạo tràng có nghe được dạ. Cảm ơn Sít Nghiệp Quỳnh. Con kính năng cô Rạng Đồng Tì Na. Nam mô Bố Tha. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sẵn Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào quý đạo hữu. Và con xin phép đọc câu Phật Ngôn 334. Manucha sapamata charino kanha quat thati maluwa quyaso palawati hura hurang palamit chang Vavanasminvanaro. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như vượng tham quả rừng của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Manucha sapamata charino tanhavatati maluwa quyya soplavati hura hurang palamicchang vavanasmin vanaro. Cái này cũng hơi khó kể. Dạ con. Biết chăng ái dục lòng người dây leo nảy tược dễ vui khác nào, kiếp này kiếp khác bám vào, vượng kia ham trái thấp cao truyền cành của hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bố Tha. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn nguyên tịnh. Nam mô Bố Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Xích Đăng Đông, Xích Hoa Nguyệt, Xích Nguyên Tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh thấy bàn tay của cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Cô giấu bàn tay đâu rồi cô ơi? Dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí giấu bàn tay đâu rồi? Cô tu nữ Tị Duyên, Nhật Quỳnh thấy vào đạo tràng rồi, có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu.
để không Nhật Quỳnh kể xong Nhật Quỳnh khóa sổ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Đêm về đào đạo tràng. Dạ, mời cô. Sa thú lành thay, cảm ơn. Sợ phá sổ quá cho nên đi dò mãi giờ mới có. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, và kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể bài kinh Pháp Cú số 334. Dạ, cảm ơn quân Bát Thân Ái. Anuccha sa ba mát ta cha di nô tân ha qua tha ti ma lu wa vi ya so la wa ri so la wa ti hu ra hu răng và là mít chăng qua qua na mình qua ra qua na ro manu cha sa ba ma ta cha di no tan ha qua tha di ma lu wa vi ya so so la wa ti hu ra hu răng pha la mi chăng wa wa na mi wa na ro. Người sống đời phóng dật ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Biết chăng ái dục lòng người, dây leo nảy trượt dễ vui khác nào, kiếp này kiếp khác bám vào, vượng kia ham trái thấp cao truyền cành. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ kính mời Sích Nhật Quỳnh trở lại với đọc hàng. Dạ, thấy cô Thamachari. Dạ, kính mời cô ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Tu Nữ Tệ Duyên, cảm ơn Tina, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tình Nhắn cùng chư tôn đức tăng ở những đất này mà con không được biết. Dạ, xin kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể quý Phật tử ạ. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 334 ạ. Ma luôn cha sa ba ban ta cha di no tan ha wa tha ti ma lu qua quy giang so na wa ti hu ra hu răng ba la mi cham wa wa la min qua la rom ma luôn cha sa ma la ta cha di no tan ha wa tha ti ma lu wa quy ya so la wa ti hu wa hu rang pha la mi cham wa wa la mi wa la ro ma lu cha sa ma ta cha di no tan ha wa tha ti ma lu wa vi ya so la wa ti hu wa hu rang pha la mi cham
qua ba la xmin qua na rôm. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây neo, nhảy đời này đời khác như vượt tham quả rừng. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Biết chăng ái dục lòng người, dây neo lấy tượt dễ vui khác nào, kiếp này kiếp khác bám vào vượt kia, ham trái thấp cao chuyển cần. Đó là tổ thơ của Hòa Dưới Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh nha. Dạ xạ thủ cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Ri và cô tu nữ Tại Duyên rất nhiều. Dạ cảm ơn Căn Đông cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu nha. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Căn Đông, cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ nhờ có nhị vị tu nữ nên Nhật Quỳnh trốn trả bài. Dạ xạ thủ lành thai. Dạ một lần nữa kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng, xa thú đành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên, Nguyên Tịnh, Xích Thi Na, Quỳnh Quách Thanh Ná, Cẩm Quân, Xích Sạn Đông đã hoan hỷ lên kể kinh. Và chúng con cũng thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhân đã tiên phong ôn bài. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Câu hỏi của kinh số 335. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma Chaloka Thibati Saham Bati Katan Chali Antivarang Aya Chatha Sante tha sát tập bà ra chấp kha cha ti ca đề sê tu tham măng a nu cam vi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na dánh cha ca văn su tan cha băng thăng a phi thâm ma chăm măng A cô ta danh tô ta tu sát cha đăng đăng ba bơ thà nay dê bà ri sa dạ mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hư dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức
tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được nghe từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 335. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ tất cả những gì thấy nghe ngửi hôm qua hay là từ sáng đến giờ chúng đều đã diệt mất cuộc sống hạnh phúc nhất, và chỉ có thể giải thoát được khi chúng ta hiểu đúng về cái khoảnh khắc này. Bây giờ lại có cái thấy sanh khởi, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm sanh khởi. Khoảnh khắc này cũng có thể có thọ, có tưởng, có hành, có ái sanh khởi, có vô minh sanh khởi, chứ không có một con người nào ở đây hết. Chỉ có các thực tại đang sanh khởi với nhân duyên của chúng. Cái bể luân hồi là cái gì? Thấy rồi đối tượng thị giác sanh lên và diệt đi, rồi lại thấy, rồi lại đối tượng thị giác sanh lên và diệt đi, rồi nghe, rồi lại cái được nghe sanh lên và diệt đi, tham về cái được nghe sanh lên và diệt đi, thích hay không thích cái được nghe sanh lên và diệt đi. Không hiểu biết chúng và hàng ngày hết thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm sanh lên và diệt đi, và chúng diệt đi mãi mãi. Nhưng ý niệm về ngã do không hiểu biết nên chúng ta tưởng rằng có tôi, có con người này, con người kia, nhưng thực tế chúng diệt đi từng khoảnh khắc mà không có ai ở đây cả. Sắc là vô thường, này các tỳ kheo. Thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Nhưng mà mấy ai quay về với chính liệu rằng chúng ta có giác ngộ ở trong kinh hay không? Hay là cái thấy cái nghe là thực hiện giờ, chúng ta quá ít hiểu biết về chúng thì lấy gì để giác ngộ? Mà chúng chính là gì? Chúng chính là thức ăn của vô minh, mà cũng là nguồn sanh khởi cho trí tuệ. Như vậy sáu căn này nếu được chánh niệm và tỉnh giác thì sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật. Còn không thì chúng ta vẫn bị vô minh mà thôi. Như vậy thì trước khi vào bài pháp, luôn luôn chúng ta hãy nhắc nhở nhau rằng chỉ có khoảnh khắc này là quý giá nhất. Cái gì của quá khứ chúng đã diệt thì đã diệt tận rồi, tương lai thì chưa đến. Mà nếu chúng có đến thì cũng chỉ lại là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là màu, là mùi, là vị, là dưỡng chất, là âm thanh, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Chúng ta thường quên mất những cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Phải chi mà nó từng cái khoảnh khắc tách biệt được cái ngũ uẩn, thì chúng ta biết là ngũ uẩn nó là những cái tổ hợp mà nó sanh diệt từng cái thực tại, nó lại liên quan đến tổ hợp của nó, nên là chúng ta bị dính mắc vào cái hình tướng, cái lý mít tá của nó, nên là chúng ta luôn luôn có cái ý niệm là tôi và người này người kia. Và chính vì vậy chúng ta bị mê đắm trong cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Luân hồi ở đó chứ đâu, phải không? Hết thở rồi lại hết thở vào rồi lại thở ra, hết ăn rồi lại tiểu, rồi đi tiêu, đi đại tiện, ngủ say rồi lại thức dậy. Chỉ có thế thôi. Cái giường chúng ta nằm nó cũng giống như cỗ quan tài,
nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là êm ái, thoải mái. Còn chúng ta không thích cái cổ quan tài, nhưng thực tế bản chất của nó chỉ là như vậy thôi. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng tham ái nó ở đâu. Nó là ông chủ của chúng ta suốt cả ngày, qua khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng sau cái đó. Luôn luôn có ông chủ tham ái đứng ở đó rồi, vô minh đứng ở đó rồi. Lâu lắm mới có một khoảnh khắc của trí tuệ, được nghe giáo pháp nó mới bừng tỉnh một chút xíu thôi. Còn cái biển vô minh này nó còn lớn, kinh khủng và bao la. Và hàng ngày chúng ta thấy chúng ta tích lũy vô minh là khủng khiếp. Nếu như chúng ta không được nghe về những thực tại này thì tất cả những thiện pháp chúng ta làm đều nuôi dưỡng cho vòng luân hồi hết. Nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với câu kệ số 335. Trước khi chia sẻ, chúng con xin đọc một lần. Răng eta sahati chammi tanha loke visatika soka tassa pavatthanti afivatthan vabi ganan. Răng eta sahati chammi tanha loke visatika soka tassa pavatthanti afivatthan vabi ganan. Nghĩa của tiếng Việt câu kệ 335 này được ngài dịch là: người nào bị ái dục đè lén, ái dục đê hèn, là những cái khát vọng ở thế gian chế ngự các cái sầu muộn của người ấy tăng trưởng như là cỏ Pirana được trời đổ mưa. Chúng ta biết là cái câu, hai câu đầu tiên là răng eta sahati chammi tanha loke visatika. Cái từ răng thì chúng ta biết rồi, nó là một cái đại từ quan hệ, từ giác. Nó thuộc về nam tánh, và ở câu kệ này chia theo đối cách người nào. Người nào ở đây chỉ cho cái cá nhân của cái uẩn, năm uẩn đó ha. Cá nhân của năm uẩn, cá nhân của năm uẩn, cá nhân của năm uẩn. Esa, esa hay là eta đó, nó là một cái đại từ thuộc lữ tánh và chia theo chủ, chia theo đối cách, là cái đó hay là ai đó hay cái đó. Sati thì chúng ta biết là căn của nó là căn xa. Satati tức là động từ, và ở đây chia theo hiện tại ngôi số 3 là chế ngự, chinh phục hay là khuất phục. Chinh phục hay khuất phục. Châm mi, châm mi, châm mi tức là châm má. Nó thuộc về danh tính từ lữ tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là thấp hèn, đáng khinh bỉ. Thấp hèn, đáng khinh bỉ. Như vậy thì không có con người đáng khinh bỉ, mà chính là phiền não lậu hoặc là đáng khinh bỉ. Chính lậu hoặc làm cho chúng ta tâm tối. Chính lậu hoặc là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Chính lậu hoặc là những cái thứ bẩn thỉu làm cho ô uế, thấp hèn.
Châm mi châm má, tức là danh tính từ nữ tánh chủ cấp thấp hèn, đáng khinh bỉ. Tức là một cái nội tâm mà không có được trí tuệ soi sáng, ánh đèn của tứ niệm xứ soi vào. Những lời dạy của Đức Thế Tôn, của các bậc thánh nhân soi vào, của chánh pháp soi vào, chúng bị ô nhiễm, bị tham ái, bị vô minh trói buộc, thì đó là được gọi là thấp hèn, đáng khinh bỉ, chứ không có con người đáng khinh bỉ. Và chúng ta thì luôn luôn quên về pháp, và chúng ta chỉ nhớ đến con người này, con người kia. Nên khi chúng ta gặp nhau đó, thì chúng ta không có tỉnh giác, không có hợp thời, tức là chúng ta toàn nói thời của người này, người kia xấu, người này, người kia tốt. Chúng ta đâu có biết là tùy thời tỉnh giác, phải không? Tanha là một cái danh từ nữ tánh chủ cách, chỉ cho ái dục. Tanha ái dục, ái dục ở đây là gì? Là nhiễm đắm, đắm chìm, dính mắc trong năm dục, trong thắc, trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ở đâu vậy? Ngay trong đời sống hàng ngày, ngay trong đời sống hàng ngày. Hàng ngày chúng ta làm việc luôn luôn thuận theo ông chủ của ái dục. Và bất cứ khi nào mà chúng ta không hiểu được những cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh, không hiểu được nguyên nhân sanh khởi, và không hiểu được vị ngọt của chúng, và không hiểu được sự khổ và sự xuất ly của chúng, thì ngày đó chúng ta không bao giờ thoát khỏi ái dục. Mặc dầu suốt kiếp này đến kiếp kia chúng ta chỉ có những cái thấy, cái nghe, chạm vào những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi. Chỉ thế thôi. Nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh, Atula đều ở đó hết. Những cái ác nghiệp nó cứ sanh đi sanh lại, và cũng kinh nghiệm những cái thấy nghe trong địa ngục, ngửi nếm xúc chạm cõi người cõi trời, nhưng nó cũng chỉ là những cái đất nước lửa gió, màu mùi vị khác nhau do duyên của chúng mà thôi. Lô kê lô cá, lô cá là cái danh từ nam tánh định sở cấp, là chúng ta biết nè thế gian, thì chúng ta biết nè thế gian thì gồm có ba cái thế gian, phải không? Thế gian chế định nè, thế gian của các cõi, và thế gian của sáu căn. Mắt là thế gian, mũi là thế gian. Mắt là thế gian không bao giờ có người ở và mênh mông. Mắt là biển sâu không có người ở và mênh mông. Tai, mũi, lưỡi là thế gian. Và những cái thế gian này chưa từng có một con người nào ở. Chỉ là những cái sắc chạm vào nhau, in dấu, rồi để cho một cái thức sanh khởi. Những cái thế gian này, và cái thế gian này nó sanh và diệt mất liên tục. Chỉ khi nào cái thấy sanh khởi thì thế gian của mắt sanh khởi. Chỉ khi nào cái nghe sanh khởi thì thế gian của nghe sanh khởi. Chỉ có một thế gian sanh khởi ở một thời hiện tại đó thôi. Rất là ngắn ngủi. Người nào hiểu được thế gian đó thì xuất khỏi thế gian. Thế gian đó luôn luôn ngùn ngục cháy bởi vô minh,
bởi ái dục, bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa của tà kiến, lửa của chấp ngã, lửa của những tha ma mộ địa trần chốc. Visattika là Visattika là danh từ lữ thánh, ở đây chia theo chủ cách là sự khát vọng, sự khát vọng. Câu thứ ba là Sokapassa Pavatthanti, sầu muộn của người ấy tăng trưởng. Soka là cái danh từ lam tánh, chủ cách số nhiều, là các sự sầu muộn. Chúng ta sầu muộn vì cái gì? Chúng ta không phải sầu muộn vì con người đó, cha mẹ đó, vợ con chúng ta mất đi đâu, mà chúng ta sầu muộn vì cái đối tượng thị giác mà chúng ta thích đó, nó diệt mất đi. Nhưng mà hằng ngày đó, nó sanh và diệt đi liên tục, chúng ta không hiểu được nó, và chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó, nó đối tượng thị giác đó còn ngoài. Và khi cái đối tượng thị giác nó mất đi, chúng ta sầu muộn. Không phải là chúng ta sầu muộn người đó chết đi đâu, mà chúng ta sầu muộn bởi chính vì chúng ta không được thấy cái đối tượng thị giác đó nữa. Vậy thì còn bao nhiêu cái đối tượng thị giác hàng ngày nó gặp, nó sanh, nó diệt đi, có ai sầu muộn không? Có ai khóc, có ai thương về nó không? Tát sát, cái từ tá là một cái đại từ nam tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách, là của người ấy, của người ấy. Tiếp theo nữa là pá quách thanh tí, pá cộng mới quách, cộng á cộng thanh tí. Nó là một cái động từ hiện tại, theo ngôi số 3 số nhiều, là tăng già, tăng trưởng hay là già. Tiếp đầu ngữ pá là chỉ cho cái sự nhấn mạnh, cái căn quát của nó là tăng trưởng. Á phí quát thăng quát bi ra năng. Á phí quát thăng là á phí, căn của nó căn quát, ở đây chia theo quá khứ phân từ là á phá quát tí ha, á phí quát tá tí, chia theo quá khứ phân từ nó trở thành á phí quát thăng. Chúng thuộc về trung cánh và chia theo chủ cách là được, hay là có một từ chỉ cho trời, hay là đổ mưa, hay là đã gặp mưa. Á phí tiếp đồng ngữ của nó là chỉ ở phần trên, bên trên. Căn quát của nó, cái nghĩa của nó là mưa. Ngày dịch là trời mưa. Pi ra năng thì chúng ta biết là cái cỏ bọ, hay là những cái cỏ mà khi mà nó gặp nước á, chỉ cần một đêm hay hai ngày nó lan rộng và nó phủ kín. Cái động từ, danh từ trung tánh chủ cách là cỏ bi ra nát, cỏ bi ra nát. Và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Và kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, cái câu kệ, cái tích truyện này thì tới 4 câu kệ là 34, 35, 36, 37 Đức Thế Tôn thuyết. Thì chúng ta biết là Đức Thế Tôn thuyết cả 4 cái câu kệ này trong một cái bài pháp mà Ngài thuyết đến cái hội chúng đó, chứ không phải là một câu. Do vậy ở đây thì chúng ta học từng câu thì chúng ta phải có cái sự liên hệ. Nhưng mà không sao thưa quý vị, khi mà chúng ta đã nhận diện được thực tại trong đời sống hàng ngày thì Tam Tạng Kinh Điển chỉ thẳng về khoảnh khắc này mà thôi. Người nào hiểu được khoảnh khắc này thì Tam Tạng Kinh Điển của Đức Thế Tôn chỉ là một. Và hãy luôn nhớ rằng không có ai giác ngộ trong kinh điển cả. Tất cả chúng ta đều phải hiểu về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày để hiểu được rằng nó pháp thực sự đang sanh khởi bởi các duyên của chúng ở đây. Nếu như chúng ta không có một cái hiểu chân chánh, chánh trực đó, và không có một phương pháp hay bất cứ một cái gì đó làm cho chúng ta, một cái phương pháp thực hành nào đó làm cho chúng ta giác ngộ được, mà chỉ có chúng ta được nghe, được hiểu lời Đức Phật dạy. Và từ cái nghe, từ cái hiểu, từ cái như lý tác ý đó, rồi dần dần chúng ta sẽ nhận diện ra được quả thật cái thấy không có sự chọn lựa đối tượng thị giác, và đối tượng thị giác cũng không có lựa chọn được cái thấy. Và đối tượng thị giác thì nó không biết cái thấy, nó cũng không biết được nhãn căn cũng không biết được đối tượng thị giác. Và cái được thấy là một duyên khác, nhãn căn là một duyên khác, và cái thấy là một duyên khác. Thì kể cả cái thấy chúng không bao giờ biết được nhãn căn. Vậy và tất cả các sắc thì đều là vô tri. Như vậy thì không phải ai tham ái, mà ái tham chính là tham những cái thứ vô tri thôi. Thì tham cái thứ vô tri, nó không biết nói, biết cười, biết vui, biết buồn, thì đương nhiên là phải khổ đau rồi. Nó vô thường, nó phải khổ đau thôi. Nhưng mà cái vô tri này nó rất là lạ. Tức là cái thân ngũ quẩn này nó được kết hợp, nên là tâm thức nó lưu rá, nên là cái ý niệm về ngã luôn luôn nó len lỏi. Khi mà chúng ta quên đi cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, là vô minh và tà kiến, nó là những cái pháp do duyên mà nó luôn luôn len lỏi và sạch khởi trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy mà những cái thân khẩu ý, các cái nghiệp nó được tạo ra và chúng sanh được sạch khởi. Thì cái câu 4 câu kệ này là: người sống đời phóng dật, ái như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước đá lá sen. Đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ họp đây, hãy nhổ tận gốc ái, như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại, như dòng nước cỏ lau. Câu kệ đó, 4 cái câu này nó mới, lời dạy của Đức Phật mới đầy đủ ý nghĩa.
Như vậy tất cả chúng ta đến với cái thế giới của dục này từ trước đến giờ đã ái đó đã đã hình thành từ trong quá khứ rồi. Và câu kệ ngôn này Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Sawatthi ở nơi tịnh xá Chitawana và đề cập đến con cá bí lá. Và ở đây thì tiền thân thì thời quá khứ, khi mà giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có hồng danh là Ngài Kassapa, và Ngài đang giáo pháp, đang thuyết giảng rực sáng ở trong cái thế gian đó. Và khi Ngài Niết Bàn rồi thì bây giờ có hai anh em của một cái thiện gia nam tử xuất gia với chư tỳ khu. Thì người anh có tên là Sô Thánh Á và người em là tên là Cá Bí Lá. Và hai anh em này thì mâu thuẫn, mẫu thân của Ngài Sô Thánh Á thì cùng với cái cô em gái tên là Tapana thì cũng xuất gia làm tỳ khu ly trong hội chúng ly. Và sau khi xuất gia thế thì hai cái thiện gia nam tử này, các ngài đã hành tròn cái bổn phận đối với cái vị giáo thọ sư dạy cho mình cùng với Ngài Tế Độ. Thì một hôm hai vị mới bạch hỏi người thầy rằng: bạch ngài, trong giáo pháp này thì có bao nhiêu phận sự phải hành? Này hiền giả, Đức Thế Tôn trả lời là có hai phận sự. Người thầy trả lời rằng có hai phận sự cần phải hành là pháp học và pháp hành. Tỳ khu Sô Thánh Á suy nghĩ ta sẽ tu tập pháp hành sau khi ở với Tế Độ Sư tròn năm hạ. Quý vị đọc tới đây nè, quý vị đi tìm một cái gì đó thực hành liền, phải không? Bởi vậy chúng ta thấy những cái từ ngữ, những cái văn phạm, những cái mà chúng ta không có hiểu biết, và bản chất của chúng ta là luôn luôn nói rằng là vô ngã, nhưng mà chúng ta luôn luôn xây dựng cái ý niệm về ngã để bảo vệ, chứ không bao giờ mà chúng ta thực sự hiểu pháp duyên sanh đâu. Chúng ta cứ để ý đi, từ đâu mà nó có hàng trăm hàng ngàn cái phương pháp thiền và cái trường thiền, mà trong khi đó thời của Đức Phật thì không có lấy một cái nào hết á. Quý vị đọc hết trong Tam Tạng Kinh Điển dùm thử coi. Có phải là từ những cái cô bán dâm, cái người đổ phân, cái người hốt rác, họ vẫn có đời sống như vậy, nhưng mà họ vẫn là bậc thánh nhân? Họ không phải thay đổi cuộc sống của mình. Rồi có những vị tỳ kheo xuất gia, có ngài cũng đắc thiền, cũng đắc thiền này thiền kia, ngài cũng vẫn chứng đạo. Như vậy chúng ta thấy đắc thiền là khác, thực hành thiền hai cái khác nhau. Không có trí tuệ hiểu về các pháp, dầu là thiền định đi chăng nữa cũng không bao giờ, dầu bạn có ngồi trong đó muôn kiếp cũng không bao giờ có sự chứng đắc thiền định. Còn bạn đã hiểu về thực tại trong đời sống hàng ngày do duyên sanh với như lý tác ý đó, thì những cái gì là căn cơ, là nhân quả, là sự đúng đắn sẽ hiện khởi với như lý tác ý đúng với pháp Đức Phật. Ta sẽ thực tập pháp hành. Và chúng ta thấy ở đây là bắt đầu chúng ta không hiểu là có cái tôi liền. Và sau khi ở với vị thầy Tế Độ thời năm hạ thì vị tỳ khu Sô Thánh Á học cái đề mục nghiệp xứ cho thông suốt để đắc chứng A-la-hán.
thì mới đi vào rừng chuyên cần hành sa môn pháp và chứng đắc quả, chứng đắc vô lậu. Và riêng tỳ khu Cá Bí Ná suy nghĩ rằng bây giờ ta còn trẻ, khi đến tuổi già rồi thì sẽ hành sa môn cũng chưa phải là muộn. Và ở đây thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ chê và chúng ta thấy hai con người này, một người thực hành, một người kia dễ vui phóng dật, phải không? Nhưng mà chúng ta không hiểu được pháp là các duyên khởi, không có duyên thì chúng không thể sanh khởi được đâu. Đừng có bị mấy cái từ ngữ này cuốn vào. Và vị ấy bắt đầu học Tam Tạng Pháp Bảo thì chẳng bao lâu vị này thông Tam Tạng, có nhiều tùy chúng vây quanh và lợi đắc phát sanh cho Ngài Cá Bí Ná. Do nhân lợi đắc dồi dào và tỳ khu Cá Bí Ná phát sanh cái sự ngã mạn, cho rằng ta là bậc đại trí. Và y đã dùng biện tài của mình nói lên những điều sai lệch với chân lý khi tranh luận cùng với người khác. Những điều hợp pháp y cho rằng không hợp pháp, những điều có tội y cho rằng vô tội. Trái lại, điều vô tội y cho rằng có tội, điều không hợp pháp y cho rằng là hợp pháp. Chư tỳ khu có giới hạnh khuyên nhủ y rằng: này hiền giả Cáp Bí Ná, hiền giả chớ có lên nói thế. Chư tỳ khu giảng giải luật đến y, y phẫn nộ đối với chư tỳ khu rằng: các vị mà biết cái gì? Các vị ví như là người nắm tay trắng. Thấy khuyên nghe nhủ không được thì vị tỳ khu Cáp Bí Ná không có hiệu quả. Và chư vị ấy đem cái sự việc này lên bạch với trưởng lão Sô Thá Ná, thì trưởng lão mới khuyên ngăn rằng: này hiền giả Cáp Bí Ná, sự thực hành chân chánh của chư tỳ khu được xem là tuổi thọ của giáo pháp. Hiền giả cũng là một vị tỳ khu, hiền giả chớ lên bỏ cái việc thực hành chân chánh sa môn pháp. Và rồi trưởng lão Sô Thá Ná đã khuyên giải những cái điều hợp lý về pháp, về luật, nhưng chư tỳ khu Cáp Bí Ná này vẫn để ngoài tai những cái lời khuyên nhủ đó, và y không nhận lấy cái lời khuyên nhủ của mình. Và trưởng lão Sô Thá Ná đã khuyên nhủ, khuyến giáo chư tỳ khu Cá Bí Ná đến 2-3 lần mà kết quả không được thì Ngài biết rằng chư tỳ khu Cá Bí Ná là người khó dạy. Y đã chẳng vâng lời ta, và Ngài bảo chư tỳ khu Cá Bí Ná rằng: này hiền giả Cá Bí Ná, nếu sự việc là như thế thì hiền giả sẽ nhận lãnh quả nghiệp của mình vậy. Và trưởng lão bỏ đi. Và kể từ đó thì vị tỳ khu có giới hạnh thanh tịnh đã lìa xa cái tỳ khu Cá Bí Ná này. Và tỳ khu Cá Bí Ná thì có hành vi bất thiện như thế lên, thường thân cận với những người bất thiện. Một hôm thì vào cái ngày Bố Tát, chư vị tỳ khu này đi đến nơi hội họp của chư tỳ khu với cái ý niệm rằng ta sẽ là người tụng giới bổ. Y liền cầm quạt đi đến ngồi trên pháp tòa trong giáo pháp đường và hỏi rằng: này chư hiền, chư tỳ khu hội họp nơi đây tụng đọc giới bổ phải chăng? Thì chư tỳ khu im lặng, và tự ngã của Cáp Bí Ná bị xúc phạm, và y suy nghĩ: cần gì ta phải vấn đáp với chư tỳ khu như này? Và vị này mới nói rằng: này chư hiền, pháp chẳng có đâu, luật cũng chẳng có đâu, lợi ích chi với giới bổn mà các vị nghe hay là không nghe chứ? Nói rồi thì y rời bỏ pháp tòa, đi khỏi giảng đường. Và tỳ khu Cáp Bí Ná đã làm giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa bị tổn giảm như thế. Và trưởng lão Sô Thá Ná, Ngài cũng vô dư niết bàn ngay trong ngày hôm đó. Và khi mãn tuổi thọ đó thì chư tỳ khu Cáp Bí Ná do cái ác nghiệp đó rơi vào A Tỳ địa ngục. Mẹ và em gái của Ngài thì là Sô Thá Ná và Pháp Bí Ná thuở xâm tiền, thì những cái vị này cũng có cái xu hướng bất thiện đó. Với tỳ khu Cáp Bí Ná thì đã mắng chửi chư tỳ khu
và khuyên giải các phi ná. Do đó mà cả hai cùng chịu chung số phận, cũng sanh vào địa ngục A Tỳ. Thì vào cái thời đó thì có 500 thanh niên tụ hội với nhau thành một cái đảng cướp. Thì cái bọn cướp này đã giật dân chúng và sách nhiễu đến dân chúng, thì bọn chúng sanh sống bằng những cái nghề nghiệp phi chân chánh. Một hôm thì chúng dân cùng cái quan binh này truy lã cái bọn chúng, thì cả 500 tên cướp chạy vào rừng trốn. Nhưng mà quân binh cùng chúng dân và theo dược, nên là bọn chúng không có cái nơi nào ẩn thân. Trên đường chạy vào rừng trốn thì 500 tên cướp này trông thấy cái vị sa môn sống ở cái hạt ẩn lâm đang ngồi cái thiền tư, thì chúng vui mừng như bắt được cái tài sản quý. Thì cả 500 tên cướp này đảnh lễ cái vị tỳ khu ẩn lâm này và mới nói rằng: bạch ngài, xin ngài là lơi lương nhờ của chúng con đi. Thì ngài mới nói: này các ngươi chẳng có lơi nào lương nhờ an ổn cho bằng giới, vậy các ngươi hãy thọ trì giới đi. Thưa vâng. Thì bọn cướp đã thọ trì ngũ giới, và vị tỳ kheo này khuyên dạy 500 tên cướp này. Thì ngài mới nói: bây giờ các ngươi là người có giới rồi, dù có thiệt hại đến mạng sống đi nữa thì các ngươi cũng không được lìa bỏ giới hạnh của mình, thì một ý nghĩ ác cũng không nên vọng đến. Như vậy chúng ta thấy giới hạnh ở đây không phải, nếu mà không có cái câu sau này chúng ta nghĩ rằng chúng ta giữ được năm giới, nhưng không phải. Giới hạnh ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ về tâm, tâm sở, rất rõ về thiện, bất thiện và vô ký, các pháp. Và chúng ta thấy nguy hại thực sự của bất thiện đem lại thì mới có giới hạnh. Như vậy giới hạnh để cho chúng ta thấy là những cái gì chúng ta ứng xử qua thân khẩu ý của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chứ không phải trên những cái danh từ. Thưa vâng bạch ngài. Và khi đó dân chúng cùng với quan quân kéo đến và bắt được bọn cướp tại nơi đó, thì bọn cướp không chống trả lại nữa. Và bị sát hại hết. Và 500 tên cướp này khi chết á, thì cái thức tái sanh á, sanh về thiên giới, và tên chúa đảng trở thành vị thiên tử của cái nhóm thiên tử này. Và trải qua tuổi thọ của một vị Phật thì 500 thiên tử này tái sanh vào nhân giới, vào thai bào của 500 gia tộc chuyên làm nghề đánh cá ở ven sông, gần cái sông Achirawati, gần cái thành Sawatthi này. Và được biết rằng vào cái ngày hạ sanh của cái đứa bé trưởng đoàn, thì gia tộc trưởng của cái nhóm dân chài đó cho người đi tìm, thì có đứa bé nào hạ sanh cùng cái ngày trong làng đó, thì được biết nè, 500 đứa bé trai cùng sanh ra trong cái làng này. Nên là gia tộc trưởng nhóm dân chài cho tiền trợ cấp nuôi dưỡng của 500 hài nhi đó, và với ý niệm rằng những hài nhi này là bạn của con ta. Thì những cái hài nhi đó sinh hoạt chung nhau từ cái thuở bé cho đến lớn, và con của những cái người trưởng tộc dân chài đó thì có cái uy quyền hơn cả. Và tỳ khu cấp bí ná đó bị thiêu đốt ở trong cái địa ngục tỳ vào một cái thời một vị Phật, thì quả của nghiệp dư sót, ngài đó dứt cái quả của nghiệp đó. Vào cái thời Đức Phật Gotama thì cái thức tục sinh này sinh làm cái con cá vàng ở trên cái sông Achirawati này. Thì cái con cá nó có một cái làn da rất là vàng óng,
Nhưng khi nó mở cái miệng của nó ra thì nó phát sanh những cái mùi hôi thối lồng lặc. Đây là kết quả dị thục của cái lời phi ngữ đã hủy báng giáo pháp chư Phật. Thì một hôm 500 thanh niên này bàn luận cùng nhau là chúng ta ra sông để đi bắt cá. Thì họ mang cái lưới đánh cá dọc theo sông Achirawati, thì cái con cá vàng này nó mắc vào lưới của 500 cái chàng thanh niên. Và khi kéo lưới lên thì thân của con cá vàng rất là xinh đẹp. Và những cái người này thì ồ lên là lần đầu tiên chúng ta bắt được cái con cá như vậy. Lần này thì chúng ta sẽ mang đến cho Đức Vua và chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nhưng mà chàng thanh niên mang con cá lên thuyền, bơi thuyền đến hoàng cung thì dâng lên Đức Vua cái con cá vàng xinh đẹp. Thì Đức Vua Pasenadi bị thủ lẫn. Thì Ngài mới hỏi cái gì thế, thì cái vị kia mới đáp. Thì trông thấy cái con cá như thế, Ngài mới suy nghĩ rằng cái việc này ngoài Đức Thế Tôn ra thì hẳn không có ai hiểu được cái tiền nghiệp của cái con cá này. Vậy ta hãy mang đến chùa Chetavana và bạch hỏi Đức Thế Tôn. Thì Ngài mới cho người mang đến. Khi con cá đó nó ngáp cái miệng của nó thì cái mùi hôi thối lồng lặc nó bay ra. Nhưng mà nói bay ra khắp kinh thành này, thì nó ảo tưởng quá. Và Đức Vua mới bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, do cái nhân chi mà cái con cá này có cái màu da vàng óng ánh, và do cái nhân chi mà miệng của nó thối lồng lặc như thế. Thì Đức Thế Tôn mới, cái thiên nhãn của mình mới thấy rằng, đại vương, cái con cá này chính là cái kiếp làm cái tỳ khu cấp bí nát và y hầu hạ bậc đa văn và có nhiều cái tùy tùng trong cái thời giáo pháp Đức Thế Tôn Kassapa. Do bị tham đắm lợi lộc, chửi mắng chư tỳ khu tăng có giới hạnh vì những cái việc này đã khuyên nhủ y, và y làm tổn giảm cái giáo pháp. Do ác nghiệp đó thì y phải rơi vào địa ngục A Tỳ, chọn cả một cái đời của vị Phật chánh đẳng giác. Khi thoát khỏi địa ngục thì quả của nghiệp còn dư sót thì tỳ khu cáp bí ná họ sanh làm cái con cá vàng và sống ở cái sông Achirawati này. Và lúc đó thì vị đó mới bạch với Đức Thế Tôn là, xin Ngài hãy làm con cá nói lên đi. Thì Đức Thế Tôn mới dùng cái thần lực của mình, thì con cá vàng rằng là, này Achirawati, ngươi thủa trước tên là chi? Thì bạch Thế Tôn, con là tỳ khu cấp bí đát. Ngươi từ đâu đến? Con từ địa ngục A Tỳ sanh lên đây. Này cấp bí đát, anh trai của ngươi đâu rồi? Bạch Đức Thế Tôn, anh trai của con là trưởng lão Sô Thá Na đã vô dư niết bàn rồi. Còn nàng Sô Thá Na, mẹ của ngươi ở đâu? Thì đã rơi vào địa ngục A Tỳ. Em của ngài Tapana thì em gái của ngươi thì sao rồi? Bạch Thế Tôn, cũng rơi vào địa ngục A Tỳ. Này Kapina, giờ đây ngươi sẽ phải đi về đâu? Bạch Thế Tôn, con sẽ lại rơi vào địa ngục lại thôi. Đó là cái bài kệ ngày hôm nay chúng con đọc đến chư Đại Đức Tăng và đến tất cả quý vị. Cái mà chúng ta rơi vào địa ngục thì không có gì đáng phải sợ hãi cả. Phải không? Cái mà chúng ta rơi vào địa ngục thì không còn cái gì để sợ hãi nữa cả. Chỉ khi nào sanh làm người được gặp giáo pháp của Đức Phật mà không học không nghe
không hiểu giáo pháp của Ngài, không biết phiền não qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua đếm, qua đụng, vô minh chúng hình thành nó như thế nào, thì cái đó là một cái kiếp sống đáng sợ hãi nhất ở trên đời này, khi được sanh làm người mà gặp giáo pháp của Đức Phật. Còn vào địa ngục là quả của nghiệp rồi, không có ai tránh được đâu. Khi mà nghiệp đã thành tựu bởi các duyên của chúng rồi thì chuyện vào địa ngục cũng thường thôi. Nhưng mà địa ngục vào rồi lại ra, ra rồi lại vào, cũng không có nghĩa gì, không có ý nghĩa gì cả. Mà chúng ta phải hiểu được cuộc sống này cái vòng duyên sanh này không được chấm dứt thì nó vẫn là bất tận mà thôi. Vô minh không được hiểu, phiền não không được biết rõ thì không có con đường nào để diệt phiền não cả. Vì phiền não là cái nguyên nhân là sanh tử luân hồi. Ngày nào còn phiền não, còn không hiểu về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm là những cái thực tại vô thường, ngắn ngủi, thì ngày đó là cái ngày bất hạnh. Vào địa ngục thì những cái tâm si ám đó nó cũng làm cho chúng ta quên hết mà thôi. Và chúng ta biết rằng cuộc đời này thật là đắng cay, là một ngũ uẩn. Một cái thân này làm thiện cho một cái ngũ uẩn khác được hưởng, hay là cái ngũ uẩn này làm ác cho một cái ngũ uẩn khác, cho một cái ngũ uẩn khác rơi vào địa ngục. Mà chúng ta phải bị chấp thủ rằng có tôi ở trong địa ngục trong đời sau, nó mới thật là ghê gớm. Và quả thực nó là như vậy. Kiếp này chúng ta tạo ra rất nhiều thiện pháp, cúng dường giáo pháp Đức Phật Chư Tăng, nhưng mà ngũ uẩn khác, thân thể khác, chứng ngộ đạo quả và vô dư niết bàn. Có ai chấp nhận được điều đó không? Nếu mà chúng ta không hiểu cái vòng duyên sanh của nó đó, thì cái ý niệm về ngã nó luôn luôn là có mặt. Cái thấy thì nó không thể tạo ra nghiệp, nó không thể tạo ra quả được nữa rồi, nó không tạo ra phiền não được nữa rồi, nó không tạo ra nhân duyên nào nữa rồi,
cái thấy nó đã sanh ở đây, nó đã được hiện hữu bởi duyên của nó, thì nó đã diệt bởi một nghiệp cho quả trong vòng sanh tử luân hồi duy nhất ở khoảnh khắc đó. Và rồi lại có một cái thấy khác sanh khởi bởi một cái duyên khác. Và chúng ta không hiểu được nó lên là chúng ta cứ nghĩ rằng cái thấy này là tôi thấy, mà không hiểu được thấy này do nghiệp, do phiền não quá khứ, do nghiệp tạo. Và chúng ta không hiểu được khoảnh khắc của thấy là vô cùng ngắn ngủi, và thường thì chúng ta chỉ biết về cái khái niệm, cái ý niệm về đối tượng thị giác, đắm chìm ở trong đó, chứ chúng ta cũng không hiểu được, không biết được một chút nào về cái thấy. Và chúng ta không biết được cái thấy nó quan trọng đến cái vòng nhân quả như thế nào. Mặc dầu chúng ta đang thấy nhưng mà không có chánh niệm về cái thấy được. Và cái thấy không được hiểu khi nó sanh khởi, thì làm sao hiểu được quả của nghiệp là như thế nào? Vậy thì chúng ta ngồi đó để thực hành, để làm một cái điều gì đó, thì chỉ làm rối thêm, chỉ làm vô minh thêm mà thôi. Và có phải là hàng ngày qua những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cùng lắm chúng ta chỉ có một ít cái khoảnh khắc của thiện tâm, chứ không mấy khi nào có được một cái khoảnh khắc thực sự hiểu biết về cái thấy, và cái đối tượng được thấy chỉ là đối tượng thị giác. Và cái thấy chỉ là cái thấy, chỉ là một cái tâm quả của một nghiệp thấy cái đối tượng thị giác mà thôi. Không phải là đàn ông, cái thấy cũng không, cái thấy không có ai ở trong cái thấy cả. Mà cái được thấy cũng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là mùi, là vị, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Và luôn luôn là chúng ta nói pháp vô ngã, nhưng mà chúng ta luôn luôn là tôi thấy, tôi biết, tôi hiểu, tôi sẽ trích từ trong cái kinh này kinh kia ra, Đức Phật nói như vậy như vậy. Nhưng mà Đức Phật có cái dạy cái gì ngoài cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày? Đức Phật nói mắt là vô thường, sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhưng mà không ai để ý tới nó hết á. Thế nếu mà chúng ta hiểu vô thường, khổ vô ngã, các pháp ở ngay đây, thì tại sao chúng ta phải hình thành nên một cái gì đó để thực hành, để làm cái gì nữa?
Vậy là chúng ta chọn được đối tượng thị giác, chúng ta chọn được cái thấy, chúng ta quyết định được các pháp. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì đâu có sâu kín, đâu có thấy được lời dạy của Đức Phật là vô cùng không có Đức Phật ra đời, không ai hiểu được cái thấy là vô thường, cái nghe là vô thường,